Vụ mùa năm 2024, tỉnh Thanh Hóa gieo cấy 112.205 hectare lúa, chủ yếu bằng các giống chủ lực như KD18, BC15, TBR225, Bắc Thơm 7, nếp cái hoa vàng. Ngành nông nghiệp và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí khung lịch mùa vụ phù hợp, đảm bảo cơ cấu giống, chú trọng khâu chăm sóc, tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa. Tính đến ngày 15 tháng 9, toàn tỉnh đã thu hoạch được 55.018 ha lúa mùa, đạt 49% diện tích gieo cấy, năng suất lúa bình quân đạt 56 tạ một ha. Hiện ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất trồng cây màu vụ đông theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, ưu tiên thu hoạch sớm các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng do mưa lũ, tránh thiệt hại đến năng suất chất lượng lúa ra soát tổng hợp chỉ đạo điều hành tốt các phương tiện máy móc nhân công phục vụ thu hoạch kiên quyết không để xảy ra tình trạng giữ đồng bảo kê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tiêu kiệt nước đệm trên mặt ruộng đối với diện tích cây trồng chưa đến thời gian thu hoạch cùng với đó hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống khắc phục chăm sóc cây trồng trước và sau mưa lớn bó dựng lại lúa và hoa màu bị đổ ngập úng do mưa bão gây ra